18 năm rồi. Ở trong trận đấu đơn nam thì ở trong trận đấu thứ hai tay vợt đến từ Indonesia áo xanh có lối đánh giống Kento cũng thắng đối thủ với tỷ số đó là 21-7. Liệu rằng cặp đôi đến từ Thái Lan sẽ phải chịu thất bại ở thế cuộc hay là thất bại thôi? Ok, cặp đôi đến từ Nhật Bản đối đầu cặp đôi đến từ Thái Lan. Vâng, đây là hai đại diện duy nhất của Nhật Bản và Thái Lan trong vòng chung kết này. Nasu Saino Buser to Maitayamon Lobo. Ok, trận đấu bắt đầu. Điểm không đều Nhật Bản phát cầu. Bộ quần áo của Nhật Bản thực sự rất đẹp. Điểm 3-1 cho Thái Lan. Và đó là tình huống cầu khá may mắn của tay vợt. Đó mới là điều quan trọng. Quá dẻo, cơ hội tấn công. Không còn nữa rồi. Điểm 4-2. Cơ hội tấn công, vẫn còn kìa, thủ tốt chứ nhỉ. Đây nhưng trong... Từ ngoài sân. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi trận đấu nào. Chéo chân khá hay. Tay vợt Nhật Bản di chuyển khá nhanh. Năm trận đấu thì đây là trận đấu duy nhất có đại diện của Thái Lan và Nhật Bản. Và cả hai đều rất khao khát. Không phải đấy, sao đã hết dung lượng rồi, đùa nhau à? Hết dung lượng mọi người ạ, đang xoắn này. Mới hết gói một ghi thôi. Có tình huống đuổi điểm sát nút rồi nhưng họ vẫn chưa thể được gỡ hòa. Còn đánh nam nữ thì phải tì lưới tốt. Đây, tiếp tục một vài phân mà lên đến khoảng 20 phân. Đây là một chút anh trả lời. Còn ngoài sân. Đây là một tình huống cầu may mắn hôm nay. 9-10, một điểm số nữa thôi. Đây là lần thứ 3 họ đuổi sát điểm rồi. Liệu rằng họ có thể gỡ hòa hay không? Gỡ hòa thật rồi. Phát cầu rất tinh tế. Đó là pha thủ cầu ngon của nữ nhất. Điểm 11-10, Thái Lan phát cầu. Một tình huống chỉ đạo. Chặn lưới rất hay, cơ hội tấn công. Vâng, đó là tình huống đầu dẫn đến cầu hỏng. Vâng, thủ tì rất tốt. Vẫn còn. Vâng. Bắt kéo sân khá khó chịu. Tì hay thế nhỉ. 12-14 cho Thái Lan. Không đảm bảo rằng sau vòng chung kết này về Hùng sẽ bị đau họng nhưng mà xem. Cảm giác hơi khản khản giọng rồi. Phát cầu. Hơi cao rồi. Rồi một tình huống đánh trộm. Hùng nghĩ sẽ là 4 điểm số. Đây vợt nam đến từ... Vâng, nữ. Thôi không còn nữa rồi. Cách 4 điểm rồi. Những điểm số cuối cùng rồi. Ôi, vẫn còn kìa. Có một tình huống kê liệt. 18-13, khoảng cách 5 điểm. Những điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất. Khả năng cao là cặp đôi đến từ Nhật Bản sẽ giành chiến thắng trong set đấu này. Thế là nữ của Nhật ra rất tốt. Ok, anh Dương Phạm Bình chọn 2 set dành cho Nhật. Mọi người ý kiến sao ạ? Mọi người có nhận định như nào? Ok, giữ nhà sư trong giải đấu Shibuya đội này chưa có nhiều trận đấu lội ngược dòng. Nhật Bản. Nữ Nhật đánh hay thật. Shibuya thì bây giờ anh ta đang ở top thế giới. Nữa thôi là Nhật Bản sẽ giành chiến thắng rồi.
Nhật Bản vẫn còn 4 cơ hội để kết thúc trận đấu này. Quá khéo léo. Cơ hội tấn công rồi. Bỏ cầu rất chính xác, cầu ngoài sân, trận đấu thứ nhất kết thúc 21-16 dành cho Nhật Bản. Quá xuất sắc. Cầu ngoài sân. Tiếp tục một điều tình huống. Đập cầu quá khó và nhưng thực sự rất tuyệt vời. Không còn nghĩ là nó sẽ là 4-0 cơ. Nam Nhật đánh chắc quá. Khéo thật. 4-0 thật mọi người ạ. 4-0 cho Nhật Bản rồi. Rất có thể trận đấu này sẽ chỉ kết thúc trong 2 set. Khéo thế nhờ thủ kìa. Lại là một tình huống. Hello anh Đức Dương nhá, xin chào Nguyễn Bảo Sơn, giờ Trần Mạnh. Kéo lại 7-0 ấy chứ. 7-0 thật mọi người ạ. Vâng, chuẩn kỹ tài 8-0 rồi. Hôm nay là 8-1, trận đấu đơn nam là 8-1. Liệu trận đấu này có thể cắt được không? Kinh ngọc nữ của Nhật kìa. Không lao rất khó chịu. Vâng, một pha cầu. Chung kết ngày hôm nay sẽ là trận đấu đôi nam mọi người ạ, Hàn Quốc và Indo. Đập cầu thế vẫn không thể chết được. Nữ Nhật thủ cầu quá kinh khủng và đánh cầu lưới cũng rất khéo léo. Đánh vào tường rồi. Dẻo thế nhỉ. Quá chắc chắn. Cặp đôi đến từ Nhật Bản rất thanh thoát. Thôi thí sinh rồi. Rất đáng tiếc. Và một cầu rất. Vâng, sau khi cắt được dây lên điểm. Bây giờ chúng ta hãy tập trung và xem các vận động viên Nhật Bản biểu diễn đi. Mình muốn lừa cầu khá thì ta được 12-2 rồi. Thì giống hệt với trận giống hệt với trận số thứ 3 dành cho Thái Lan. Đây là cầu ngoài sân. Thì đó cũng là một chuyện rất bình thường thôi. Cơ hội tấn công. Chém hay thế nhỉ. Quá mỏng. Không còn rồi. Nếu mà làm chủ được lưới thì gần như là chiến thắng trên 50%, trên 60%. Vẫn còn kìa. Chúng ta nói rồi, mọi người hãy cùng xem cặp đôi Nhật biểu diễn đi. Còn kết quả cuối cùng này chắc chắn là mọi người cao trên bảng cầu lông xếp hạng thế giới. Tổng hợp một tình huống nữ Nhật Bản đánh quá hay. Ép nữ cũng không ăn thua đâu. Bật quá cao. 18-5 rồi. Ở trong trận đấu đơn nam thì ở trong set đấu thứ hai tay vợt đến từ Indo đây với áo xanh có lối đánh giống Kento cũng thắng đối thủ với tỷ số đó là 21-7. Liệu rằng cặp đôi đến từ Thái Lan sẽ phải chịu thất bại với điểm số cuối cùng hay là thất bại không? Người ta chiều cao hạn chế thì lực bật họ lại rất là tốt. Nữ Nhật đập này. Rồi.
nữa rồi. Rất hay. Thôi. Đấy rồi. Được 27. Bản biểu diễn thật. Rồi, đoán của anh Dương Phạm Chí Tăng 100%, không chạy được đâu được. Thật, 21-8 á. Chiến thắng cho cặp đôi Nhật Bản với tỷ số 21-8. Chiến thắng quá thuyết phục. Và họ biểu diễn cho đối phương trong trận đấu thứ hai này. Trong trận đấu thứ nhất còn có chút khó khăn và cho vận động viên của Nhật Bản đang cúi đầu chào các